Hoàng Dung xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ TV trên băng tầng 14.6. Mở đầu cho bản tin của ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. quý vị, bản tin đầu tiên về thế giới cho biết. Một kỹ sư gốc Trung Quốc lãnh án tù vì đã vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Một kỹ sư điện người Mỹ gốc Trung Quốc làm việc cho công ty phi đạn và quốc phòng Raytheon vào ngày 18 tháng 11 đã bị tuyên án 38 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo như vậy. Bộ cho hay, ông Wilson, 49 tuổi, gốc Trung Quốc, nhập tịch Mỹ, làm việc cho một đơn vị Raytheon tại Tucson, Arizona trong 10 năm. Luật sư của bị cáo không trả lời yêu cầu bình luận. Trường hợp của ông Sen là mới nhất trong một danh sách dài các vụ truy tố của chính quyền tổng thống Donald Trump liên hệ đến tội phạm Trung Quốc làm gián điệp và đánh cắp công nghệ. Theo công tố viên thì trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2018 cho đến tháng 1 năm 2019, trong chuyến thăm cá nhân tới Trung Quốc, ông Sun đã mang theo thông tin công nghệ không thuộc dạng thông tin mật trong một máy vi tính do công ty cấp, trong đó đã bao gồm những tài liệu liên hệ đến hệ thống hướng dẫn phi đạn đặt dưới sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các công tố viên nói rằng ông Sun biết rõ là mang dữ liệu đến Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu là vi phạm luật lệ của Mỹ. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, ông Xanh đã nhận tội liên hệ đến việc xuất khẩu bất hợp pháp dữ liệu quốc phòng lưu trữ trong một máy vi tính sách tay của Raytheon liên hệ đến hệ thống phi đạn không đối không tầm trung tiên tiến. Các công tố viên cho hay, ông Sơn đã bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2019 trên đường đến phi trường Tucson để đáp chuyến bay chuyển tiếp đến Trung Quốc. Thưa quý vị, sau đây là bản tin liên quan đến COVID-19. Dịch bệnh có dấu hiệu chững lại tại châu Âu. Theo số liệu thống kê của hãng tin Pháp AFP thì tính đến chiều hôm qua, ngày 17 tháng 11 năm 2020, thì số người bị nhiễm COVID-19 tại châu Âu đã vượt ngưỡng là 15 triệu kể từ khi virus corona chủng mới xuất hiện ở lục địa này vào đầu năm 2020. Tuy nhiên đã có một dấu hiệu đáng mừng, đó là đà lây lan của virus dường như đang chững lại ở hầu hết các quốc gia châu Âu. Theo dữ liệu được Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO công bố vào hôm nay, 19 tháng 11, thì số ca nhiễm theo tuần đã tăng chậm lại ở châu Âu, lần đầu tiên từ hơn 2 tháng nay. Trung bình chỉ còn khoảng 265.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 7 ngày qua đã giảm 9% so với tuần trước thưa quý vị. Tuy nhiên thì châu Âu vẫn là khu vực bị Covid-19 ảnh hưởng nhiều nhất và số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng đáng kể với tỷ lệ là 18% so với tuần trước. Tại Pháp thì diễn biến dịch bệnh cũng đi theo chiều hướng chung ở châu Âu với đà lây lan giảm tốc độ trong lúc chính quyền bắt đầu cho thấy là sẽ nới lỏng dần dần các biện pháp phong tỏa chống dịch. Vào hôm qua, Bộ Y tế của Pháp xác nhận rằng Pháp đã vượt qua mốc 2 triệu ca nhiễm virus. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron dự kiến sẽ phát biểu vào tuần tới để thông báo về các giai đoạn và phương thức của một kế hoạch giảm phong tỏa dần dần tùy theo vào tình hình y tế. Cụ thể thì các cơ sở thương mại và dịch vụ thuộc diện không thiết yếu có thể sẽ được mở cửa trở lại. Các buổi lễ công giáo cũng sẽ được phép. Trong lúc việc đi lại và tụ tập nhân dịp lễ giáng sinh và Tết Dương lịch sẽ được bật đèn xanh kèm theo một số điều kiện. Quay sang Nhật Bản thì Tokyo sắp báo động tối đa vì Covid. Riêng tại châu Á, thì Nhật Bản dự trù nâng cao mức báo động về dịch bệnh tại Tokyo lên mức tối đa vào ngày 18 tháng 11, sau khi số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên mức trên 2.000 ca, với 493 trường hợp tại Tokyo vào hôm nay. Mức báo động tối đa thêm một thăng bực 4 nấc được ban hành trong trường hợp dịch bệnh đang lan rộng, cao hơn mức thứ ba hiện hành ở Tokyo, đó là dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng. Tại Úc thì một bang phía Nam bắt đầu 6 ngày phong tỏa chặt chẽ. Thưa quý vị, tại Úc thì chính quyền bang South Australia ở miền Nam nước Úc đã loan báo lệnh phong tỏa toàn bang trong 6 ngày kể từ 12 giờ đêm hôm qua ngày 18 tháng 11 năm 2020 để ngăn chặn một làn sóng dịch COVID-19 thứ hai theo lệnh phong tỏa này thì các trường học sẽ bị đóng cửa ngoại trừ các cơ sở dành cho những trẻ em dễ bị tổn thương và những người lao động thiết yếu. Các trường đại học cũng sẽ bị đóng cửa cũng như các quán rượu, quán cà phê và khu ẩm thực. Đám tang, đám cưới, các sinh hoạt, tập thể dục ngoài trời cũng như việc đi lại trong vùng đều bị cấm. Vẫn tin liên quan đến nước Úc thì đặc nhiệm Australia đã giết tù nhân để rèn lính mới. Thưa quý vị, binh sĩ đặc nhiệm Australia được cho là đã tham gia hành quyết 39 người Afghanistan, bao gồm các vụ giết tù nhân để cho lính mới quen mùi máu. Thẩm phán Tòa án quân sự Australia, ông Paul Bratton vào ngày 19 tháng 11 công bố, báo cáo điều tra cho biết một số binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm không quân, gọi tắt là SAS, và các trung đoàn biệt kích đã sát hại 39 dân Afghanistan một cách tàn bạo trong 23 vụ riêng biệt. Cuộc điều tra được ông Bratton thực hiện trong hơn 4 năm qua, trong đó có một số binh sĩ đặc nhiệm bị tố là các cổ nạn nhân đã bày tỏ thái độ hạ hê, thực hiện hành vi đếm xác và đặt vũ khí cùng một số thiết bị khác lên thi thể để biện minh cho hành động của mình báo cáo điều tra cho biết một số lính mới của đội đặc nhiệm được cấp trên ra lệnh hành quyết tù nhân một cách tàn nhẫn để giúp cho họ quen mùi máu sau khi ghi nhận chiến tích giết người đầu tiên thông thường chỉ huy đội tuần tra sẽ chọn một tù nhân và một lính mới sau đó ra lệnh cho người lính này giết tù nhân báo cáo có đoạn viết như vậy thưa quý vị vũ khí bộ đàm sau đó sẽ được đặt cạnh thi thể và một câu chuyện sẽ được bịa ra trong báo cáo tác chiến để biện minh cho hành động giết người cũng theo báo cáo của ông breton cho biết khiếu nại từ những người dân địa phương hoặc các nhóm nhân quyền bị bác bỏ với lý do là hoạt động tuyên truyền của taliban hay nhằm đòi tiền bồi thường thủ tướng australia ông scott morrison đã gọi điện cho tổng thống afghanistan là ông ashraf ghani để xin lỗi trước khi báo cáo điều tra được công bố Hải quân của Mỹ đã bắn rơi tên lửa xuyên lục địa từ ngoài khí quyển, cảnh báo rắn Trung Quốc. Thưa quý vị, vào hôm 18 tháng 11, Hải quân của Mỹ tuyên bố tên lửa được trang bị trên tàu khu trục của nước này đạt thành công đột phá khi đã bắn rơi một tên lửa xuyên lục địa trong cuộc tập trận gần đảo Hawaii. Theo các chuyên gia, thì hỏa lực vượt trội từ hải quân của Mỹ có thể khiến cho lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông lo ngại. Vụ thử nghiệm dùng tên lửa đạn đạo đánh chặn tên lửa xuyên lục địa cho thấy sức mạnh hỏa lực vượt trội của Mỹ. Động thái này cũng nhằm đáp trả việc Trung Quốc đã phóng hai tên lửa diệt tàu sân bay ở Biển Đông. Ông Zhu Chenning, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh đã nhận xét như vậy. Hồi tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã phóng tên lửa TF-26B và TF-21D xuống Biển Đông. Bắc Kinh không đưa ra bình luận nào về mục tiêu của hai tên lửa này. Tuần trước, một cựu đại tá thuộc quân đội Trung Quốc cho rằng, một trong hai tên lửa đã bắn trúng mục tiêu là một con tàu đang di chuyển ở Biển Đông. Thông tin này không được kiểm chứng. Vụ phóng tên lửa của Trung Quốc đã hứng nhiều chỉ trích từ Mỹ và khiến cho một số nước khác trong khu vực lo ngại. Ông Dư còn cho rằng, bằng thử nghiệm đánh chặn tên lửa xuyên lục địa từ tàu khu trục, Mỹ đã muốn thể hiện ưu thế quân sự trước Trung Quốc cụ thể là hỏa lực ở đẳng cấp khác. Mỹ muốn chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng họ vẫn dư sức bảo vệ các đồng minh ở châu Á và hai tên lửa Trung Quốc bắn xuống biển Đông có thể bị đánh chặn dễ dàng. Cơ quan phòng thủ tên lửa của Mỹ, gọi tắt là MDA cho biết, đây là lần đầu tiên mà một tàu khu trục của Mỹ đã sử dụng tên lửa Standard Missile 3, gọi tắt là SM3. Block IAEA để đánh chặn tên lửa xuyên lục địa ICBM đang bay từ ngoài không gian. Và kính thưa quý vị vẫn tin liên quan đến tình hình thế giới thì Nhật và Úc đạt thống nhất về hiệp ước quân sự chưa từng có và Trung Quốc đã nổi giận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đặc biệt không hài lòng sau khi Nhật Bản và Úc nhất trí thông qua nguyên tắc của bản hiệp ước quân sự mang tính bước ngoặt. Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihai hôm 18 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, hai nước đã đạt thống nhất về nguyên tắc của Hiệp ước Quân sự, tiếp cận và tương hỗ. Hiệp ước quan trọng này được Nhật và Úc đàm phán trong suốt 6 năm qua. Bước tiến vừa đạt được là đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện cho Nhật Bản và Úc nhanh chóng ký kết hiệp ước. Hiệp ước tiếp cận và tương hộ cho phép quân đội của Úc và lực lượng phòng vệ của Nhật Bản tiếp cận căn cứ quân sự hoạt động trên lãnh thổ của nhau. Hiệp ước cũng tạo điều kiện cho Nhật và Úc triển khai lực lượng quốc phòng cho hoạt động huấn luyện chung, hỗ trợ nhân đạo và thiên tai. Và kính thưa quý vị, việc Thủ tướng Nhật và Úc nhất trí về nguyên tắc đối với Hiệp ước tiếp cận và tương hỗ đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với lực lượng phòng vệ Nhật Bản nếu như hiệp ước quân sự với Úc được ký kết, thì đây cũng sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản cho phép quân đội nước ngoài hiện diện quân sự trên lãnh thổ của mình kể từ năm 1960. Ngoài Mỹ, Nhật Bản chưa từng ký kết hiệp ước tương tự với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là khác với Mỹ, Úc không đặt căn cứ quân sự ở Nhật Bản. Hiệp ước tiếp cận và tương hộ cũng cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản mở rộng ảnh hưởng và đóng vai trò tích cực hơn đối với an ninh khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau vài phút thông tin thương mại, Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị cùng theo dõi.